đi tìm câu trả lời, học sử để làm gì? Người Việt Nam không biết quỳ gối, chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết. Đó là câu trả lời của liệt sĩ Đỗ Sĩ Họa khi quân Trung Quốc kêu gọi đầu hàng trong cuộc chiến biên giới 1979. Và đó cũng là câu trả lời của dân tộc Việt Nam trong suốt 4.000 năm qua. Chưa bao giờ chúng ta chịu quỳ gối chấp nhận làm kiếp nô lệ. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: không, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đáng tiếc, những kẻ thù của chúng ta chưa bao giờ hiểu được cái gọi là ý chí và sức mạnh của cả một dân tộc. Tính từ khi nhà Triệu đến nay được 2.223 năm dựng nước, người dân Việt Nam đã phải trải qua ít nhất 1.490 năm chiến tranh loạn lạc. Tính chuẩn xác từ năm 1990 đến nay, Việt Nam chỉ hòa bình được vẻn vẹn hơn 30 năm thôi. Tại sao chúng ta lại phải chiến đấu nhiều như vậy? Phải chăng chúng ta là một dân tộc hiếu chiến? Không, Việt Nam chưa bao giờ là một dân tộc hiếu chiến. Có chăng những dân tộc hiếu chiến luôn chọn chúng ta để bắt nạt vì vị trí địa lý của chúng ta, vì quy mô dân số của chúng ta, vì tiềm lực kinh tế của chúng ta luôn thua kém họ. Và kết quả thì cũng đã rõ, những kẻ xâm lược luôn chuốc lấy thất bại. Các chú các bác thời xưa thường nói đùa với nhau rằng: quân địch quá đông mà đất nước ta lại quá nhỏ, đào đâu ra chỗ để chôn hết cả lũ chúng nó bây giờ. Đối với mảnh đất hình chữ S này, đã có lớp lớp xương máu của các thế hệ người Việt ở đó, lớp này đến lớp khác. Đời ông cha ngã xuống, đời con cháu lại tiếp tục chiến đấu và rồi lại ngã xuống. Và cuối cùng kẻ thù cũng phải trả giá. Khắp nơi trên mảnh đất này, những địa danh như Gò Đống Đa, sông Bạch Đằng, Ải Chi Lăng sẽ mãi còn đó như một bài học của dân tộc Việt Nam dành cho các kẻ xâm lược. Quay lại với chủ đề chính, tại sao chúng ta phải chịu chiến tranh? Có lẽ là hơi đen vì ngay ở trên chúng ta là một gã hàng xóm to béo lại tham lam. Hiện nay cứ khoảng 7 người trên thế giới thì lại có một người là người Trung Quốc. Trước đây cũng vậy, họ cũng đã từng là một trong những đế chế lớn nhất thế giới. Và chúng ta luôn luôn là cái gai cản trở họ tiến xuống phương Nam. Không ít lần trong lịch sử, nếu dân tộc Việt Nam chúng ta thất bại trong cuộc chiến thì toàn bộ vùng Đông Nam Á và Đông Dương sẽ ngập chìm trong vó ngựa của những kẻ đến từ phương Bắc. Nói một cách chính xác nhất, chính chúng ta là tiền đồn ngăn chặn sự lớn mạnh và mở rộng lãnh thổ của họ xuống phương Nam. Người Việt luôn là một dân tộc yêu nước. Đáng tiếc là người Pháp, người Mỹ và nhất là người Trung Quốc không bao giờ hiểu điều này. Họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu, và những con người với màu áo xanh cùng với những chiếc mũ cối huyền thoại đã bắt họ phải trả giá. Vào năm 1946, khi chiến tranh với quân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo người Pháp rằng: các ông có thể giết 10 người của chúng tôi để đổi lại mỗi một người mà chúng tôi giết của các ông, nhưng ngay cả với tỷ lệ đó rồi rốt cuộc các ông cũng sẽ thua, và cuối cùng chúng tôi sẽ là người chiến thắng. Người Pháp tin tưởng vào ưu thế của họ và đã lờ đi cảnh báo và chịu thất bại nặng nề. Các sĩ quan cao cấp của Mỹ cũng đã nuôi dưỡng ảo vọng rằng những vũ khí của họ chắc chắn sẽ phá vỡ tinh thần của kẻ thù. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trả lời: 20 năm, có thể là 100 năm, miễn là chúng tôi giành chiến thắng, bất kể những gì phải trả. Tôi xin mời Tổng thống Johnson tới Hà Nội như là khách của chúng tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư ký, người bác sĩ và người đầu bếp của mình. Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh vào đô đốc. Mỹ phải cút đi, Mỹ phải chấm dứt xâm lược. Johnson miệng thì nói hòa bình nhưng tay lại ký những lệnh điều động quân. Chúng tôi không bác bỏ gì hết, nhưng nhân dân chúng tôi phải được yên ổn. Chúng tôi không muốn trở thành người chiến thắng. Chúng tôi chỉ muốn Mỹ rời ngay khỏi Việt Nam. Goodbye. Và rồi nhiều nữa những dẫn chứng nữa, tất cả chỉ nhằm chứng minh một điều: dân tộc Việt Nam muốn hòa bình, nhưng không phải là nền hòa bình bằng mọi giá. Chúng ta muốn nền hòa bình trong bình đẳng. Nếu kẻ nào cố tình áp bức hoặc đe dọa nền hòa bình đó thì hãy coi chừng. Và trước khi nghĩ đến việc dùng biện pháp quân sự với dân tộc này thì hãy đọc lại lịch sử của chúng tôi một lần cuối đi. Câu hỏi học lịch sử để làm gì tôi đã gặp khá nhiều. Tôi cũng đã đọc được câu hỏi này và rồi chính bản thân tôi cũng đi tìm câu trả lời cho nó. Nhưng có lẽ tôi, chúng ta đã sai. Sai ngay từ điều cốt lõi của vấn đề, sai từ cái cách mà chúng ta đặt vấn đề. Vậy nên cái vòng luẩn quẩn lịch sử, giáo dục lỗi của ai mãi không có hồi kết và mãi không có câu trả lời. Và cuối cùng, lịch sử là để cảm nhận bằng trái tim và tấm lòng chứ không phải là để học thuộc lòng. Ngày tháng ghi trên tờ giấy báo tử của những người chồng, người cha và những người con của triệu triệu gia đình Việt Nam cũng chính là lịch sử. Hãy đặt mình vào vị trí của họ và cảm nhận. Có lẽ những liệt sĩ đã nằm xuống cũng chẳng cần tượng đài hay những ngôi mộ hoành tráng. Có chăng điều họ cần là những người còn sống đừng lãng quên họ, đừng phủ nhận công lao của họ và hãy tưởng nhớ họ với những gì đáng tôn trọng nhất.